Từ ngày 9 tháng 8 đến ngày 19 tháng 8, Sở Thông tin, Truyền thông phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện, xử lý các hành vi cung cấp thông tin sai sự thật liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh đối với ba chủ tài khoản: Hà Phan Minh Nguyệt, Hiệp Lưu với Thông tin BT thành phố chỉ đạo 7 ngày và Ngân Hà Trần liên quan đến vụ bác sĩ khoa. Ngoài việc xử lý các chủ tài khoản có hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, Sở Thông tin, Truyền thông cũng đã xem xét, xử lý hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin có nội dung hiểu nhầm, hiểu sai, gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng đến tổ chức, cá nhân trong công tác phòng chống dịch của năm chủ tài khoản: Nguyễn Thủy Dương, Dương Dịu Dàng, Hằng Nguyễn, Quang Dung Nguyễn, Thao Minh, Đặng Huỳnh Lộc. Thanh tra Sở Thông tin, Truyền thông đã ban hành quyết định xử phạt với mức phạt 5 triệu đồng đối với từng chủ tài khoản có hành vi vi phạm theo khoản 1, điều 101 Nghị định 15/2020 NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.